Hi, xin chào các bạn nha. Trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để chúng ta có thể là đi khiêu chiến được ải cũng như là tháp nó cao nha các bạn ơi. Đây, thông thường của mình là như thế này. Đấy, oánh này. Rồi luôn, ui dồi. Ui, bạo kích to thế. Bạo kích to đúng không? Bạo kích to với chúng tôi này. Mày này, rồi luôn. Rồi luôn, khả năng là không đủ sát thương các bạn. Ngỏ một lần này. Ui dồi. Vẫn chưa đủ các bạn nhé. Ok. Rồi, chắc là không qua được rồi các bạn ạ. Đấy, thì mấp mé qua được rồi thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại một chút làm sao cho nó hợp lý nha. Thì mình sẽ phân tích ải đấy cho các bạn biết này. Đầu tiên là các bạn click vào phần thông tin yêu thú này cái đã. Thì các bạn thấy là chỉ số bạo kích của nó nhiều đúng không? Thì cái việc đầu tiên chúng ta đó chính là cần phải điều chỉnh lại cái vật cưỡi đó các bạn ạ. Đây, mình chuyển sang cái holo này. Đấy, đeo vào để kháng bớt đi một chút bạo kích đã. Với cái thứ hai nữa là trong lúc nãy thì các bạn thấy là mình hầu như là không né được phát nào, do là quái chênh lệch level khá là cao. Thế cho nên là những cái chỉ số của mình bị nó kháng hết rồi. Mà ở trong cái phần tinh quái của mình đang trang bị đó chính là em liễu đạo chân. Em này phải né thì nó mới được hồi máu. Thế thì bây giờ mình sẽ bỏ em này ra và thay vào đấy là một ông tiên nhân bàn đào. Thì ông này sẽ có cái khả năng là 30% xác suất hồi thêm HP bằng 50% công. Mình sẽ ra trận luôn nha các bạn. Tiếp theo nữa đó chính là em hình thiên. Em hình thiên này thì vào trận nó búp được 20% né nhưng nó kháng hết rồi thì mình chả cần nữa các bạn ạ. Và cái thứ hai đó chính là mình xài em ứng long, cho nên là bây giờ đam của ứng long khá là to. Đam đánh tay của mình thì hơi yếu, chủ yếu dựa vào sát thương của ứng long là nhiều. Vậy nên là mình sẽ tiếp tục là xài thêm một em này nữa. Bỏ em này ra này, cho em này vào. Đấy, sẽ tăng thêm 19,2% cường hóa linh thú thì đánh nó sẽ thốn hơn. Bây giờ thì mình sẽ múc lại như các bạn kêu chiến tiếp. Rồi, mày à bưởi. Úi chà, có hồi máu, tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi mà đeo cái kháng bạo cái con chim kia tuổi gì mà đòi bạo kích với mình. Đấy, các bạn thấy phúc máu của mình bây giờ vẫn còn kha khá đầy. Thay vì như lúc trước ấy, nó bị giảm đi ối dồi ôi luôn các bạn nha. Tiếp tục này, ôi không được hồi máu à. Ấy, các bạn thấy chưa? Đam của ứng long to chưa? Đó, như vậy là mình đã vượt qua được cái ải rồi. Tất nhiên là có một cái lưu ý là khi nào mà máu của cái con quái đấy nó còn dấp dính một chút mà mình cảm nhận được là có thể đánh được thì mình áp dụng cách đấy nó mới hợp lý. Chứ còn ví dụ như trong phần mạo hiểm này chẳng hạn thì lực chiến nó ao trình quá rồi thì chắc chắn là mình không thể nào mà đánh được, mặc dù là có điều chỉnh tinh quái cỡ nào đi chăng nữa thì nó đánh như thế này làm sao mà chơi được các bạn. Đó, ao sát thương quá các bạn ơi. Hy vọng rằng là với cái mẹo đó thì các bạn có thể là điều chỉnh tinh quái sao cho nó hợp lý, chứ đừng vác nguyên một đội tinh quái đi đánh ải từ đầu đến cuối thì nó sẽ không thể nào đạt được hiệu quả các bạn nhé. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên series cày chay của mình vẫn diễn ra vào 17 giờ chiều hàng ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye.